Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thời tiết cuối ngày 24 tháng 10 của Đài truyền hình kỹ số VTC. Thưa quý vị, từ hôm qua đến sáng nay, khối không khí lạnh đang suy yếu dần và lệch dần ra phía đông. Mưa nhỏ vẫn còn xảy ra ở khu vực phía Tây Bắc Bộ với lượng mưa không nhiều. Theo nhận định của các chuyên gia dự báo thời tiết, trong vài ngày tới, không khí lạnh sẽ tiếp tục suy yếu và dịch lệch ra phía đông. Do vậy, trên hầu khắp khu vực Bắc Bộ, trời nhiều mây, có sương mù vào thời điểm đêm và sáng. Một số nơi ở ven biển phía Đông Bắc Bộ có thể có mưa nhỏ. Sau đó, trưa chiều hết mưa, có lúc hửng nắng, độ ẩm không khí trung bình trong những ngày tới tăng và dao động phổ biến trong khoảng từ 85-95%, nên nhiệt độ đang có xu hướng tăng dần lên với mức nhiệt vào đêm và sáng, dao động trong khoảng từ 21-24 độ ở vùng đồng bằng và trung du và sấp xỉ 20 độ ở các tỉnh vùng núi. Ban ngày thì nhiệt độ phổ biến ở mức từ 27-29 độ vào ngày mai, sau tăng nhẹ dần từ 1-2 độ mỗi ngày. Như vậy là trong những ngày tới thì thời tiết có xu hướng tốt dần lên. Tuy nhiên, sương mù có khả năng xuất hiện vào thời điểm đêm và sáng, khiến cho tầm nhìn giảm đáng kể, gây khó khăn cho hoạt động giao thông vận tải. Mưa tại khu vực Trung Bộ vẫn tiếp tục diễn ra, tập trung tại các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào cho đến Bình Định. Một số nơi có lượng mưa khá như là tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh ở mức là 159mm, Huế là 61mm và Đà Nẵng là 52mm. Tuy nhiên, theo nhận định trong những ngày tới, mưa có xu hướng giảm dần cả về diện mưa cũng như là lượng mưa. Nên nhiệt độ ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ ít biến đổi, nhiệt độ cao nhất vào ban ngày cũng chỉ dao động trong khoảng từ 26-28 độ. Sang đến ngày 26, ngày 27 thì mưa tiếp tục giảm thêm, chỉ còn diễn ra rải rác ở các tỉnh từ Nghệ An cho đến Quảng Ngãi với lượng mưa không nhiều và nền nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ dần. Riêng các tỉnh nằm ở cực Nam Trung Bộ như là Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận thì mưa xảy ra vài nơi và theo nhận định trong 3 ngày tới phổ biến có mưa nhỏ vài nơi, do vậy thời tiết không gây ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động sản xuất của người dân với nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 29-32 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày tới mưa cũng có xu hướng giảm, chỉ có mưa rải rác vào chiều tối ở phía Nam Tây Nguyên và ở các tỉnh Nam Bộ. Lượng mưa sẽ giảm hơn so với những ngày trước đó, tuy nhiên do đang trong thời kỳ chiều cường nên một số nơi ở vùng trũng ở đồng bằng sông Cửu Long vẫn có thể xảy ra ngập úng cục bộ. Người dân cần chú ý tránh đi vào những khu vực trũng thấp. Do mưa giảm nên nền nhiệt độ toàn khu vực tăng nhẹ, cao nhất vào ban ngày ở Tây Nguyên phổ biến trong khoảng từ 28-31 độ, còn tại Nam Bộ là từ 30-33 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị, trên khu vực Biển Đông phổ biến vẫn thịnh hành trường gió theo hướng Đông Bắc đến Đông, cường độ suy yếu chậm, đạt mức cấp 4, có lúc cấp 5 ở khu vực phía Bắc, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, và phổ biến ở mức cấp 4 ở vùng biển phía Nam, bao gồm cả quần đảo Trường Sa. Mưa dông còn diễn ra ở vùng biển ven bờ khu vực Trung Bộ và vùng biển Nam Biển Đông, khiến cho tầm nhìn giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Như vậy là trong 3 ngày tới, các tỉnh Bắc Bộ trời nhiều mây, có sương mù và se lạnh vào sáng sớm. Ban ngày có lúc hửng nắng, nhiệt độ có xu hướng tăng chậm, tiết trời duy trì trạng thái mát mẻ dễ chịu. Các tỉnh ven biển miền Trung, khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ còn có mưa rào rải rác và dông trong ngày 25 và ngày 26, sau mưa giảm dần và nhiệt độ tăng nhẹ. Đến đây, bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.